Mình đang đi khám phá xung quanh thì mình lại gần một cây dừa nữa, rất là tầm luôn. Đi vào ban đêm thì nó sẽ có nhiều cái làm mình bất ngờ lắm mọi người, và nhiều khi cũng hồi hộp lắm tại mình đi có một mình nè. Vô tình thì mình gặp một cái hiện tượng này nó cũng rất là lạ luôn. Sau khi nhìn vòng vòng thì mình nhìn ra cái tàu dừa nó nằm ở phía ngoài này. Mấy cái lá dừa ở phía ngoài tự nhiên nó chuyển động mà mọi người, nhưng mà mấy cái lá dừa ở đây nó không có chuyển động như bình thường. Mọi người hãy nhìn vào mấy cái lá dừa này, nó đang nằm yên rồi cái tự nhiên nó bắt đầu dần dần chuyển động. Đó mọi người, tự nhiên mấy cái lá dừa ở đây tự nhiên nó chuyển động như vậy nè. Mình cũng không biết cái hiện tượng này là cái hiện tượng gì nữa. Tự nhiên cái có 3-4 lá này nó chuyển động thôi. Còn mấy cái lá nằm ở phía ngoài này nó đâu có nhúc nhích gì đâu. Lúc đầu nhìn thấy thì mình cứ nghĩ mấy cái lá dừa này bị gió thổi thôi. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì mình thấy nó rất là lạ luôn. Nếu như mà do gió thổi thì mấy cái lá dừa ở cái bên nó cũng phải động đậy chứ. Còn ở đây chỉ có 3 cái lá này là động đậy thôi. Mọi người có thể nhìn gần như thế này là do mình phóng to ra để dễ cho mọi người xem rõ hơn. Chứ thật sự nguyên cái tàu lá dừa này nó rất là cao luôn á mọi người. Cái tàu lá dừa này có thể nói là nó cao hơn mình rất là nhiều luôn. Cái hiện tượng này thì hồi đó giờ mới thấy lần đầu tiên. Mình cũng không biết nó sẽ như thế nào, tốt hay là xấu. Nhưng mình không bao giờ sợ những cái hiện tượng như thế này đâu. Tại vì theo mình nghĩ mình đâu có làm gì đâu mà phải sợ. Nhưng mà thôi bây giờ đi vô nhà luôn cho nó chắc ăn.